cái lô rồng xanh anh chị em ha. Đây là một cái lô rồng xanh rất là đẹp, cây rất là rục rịch luôn nha anh chị em ha. Thì giá em sẽ để trên màn hình luôn anh chị em mình tham khảo nha. Cái hàng này là hàng sưu tầm chứ em không có bán sỉ cái dòng này nha anh chị em ha. Thì anh chị em lưu ý ha, rồng xanh này thì lâu lâu mới có anh chị em ơi, chứ không phải có thường, cho nên anh chị em lưu ý giúp em ha. Thì sản phẩm này em sẽ ship code cho anh chị mình toàn quốc luôn. Và anh chị em mình lưu ý một điều là anh chị mình nhận hàng á, anh chị mình kiểm tra hàng giúp em anh chị em ha, kiểm tra hàng trước mặt bưu tá nha anh chị em, kiểm tra để em hàng trước mặt bưu tá, nếu mà gãy dập thì anh chị mình có thể trả lại em ha. Đó, nên lô hàng này rất là đẹp anh chị em ha. Đây là giống rồng xanh, em sẽ chạy mặt bông trên màn hình luôn, anh chị em mình liên hệ thì liên hệ số điện thoại cũng chạy trên màn hình luôn. Và giá em cũng đưa ra là giá chưa bao gồm phí ship nha anh chị em, giá chưa bao gồm phí ship. Dòng thân lá như thế này thì rất ok, dòng này là dòng sưu tầm, cho nên anh chị em mình vui lòng liên hệ sớm nha anh chị em. Nhiều khi nó anh chị em mình liên hệ mà video em up lên, ví dụ như tầm 1 ngày hoặc 2 ngày, nhiều khi nó hết, tại cái lô em nhập về rất ít, tầm 100 cây trở lại là chị em, cây không có đạt anh chị em ha. Thì lựa những cây đào tiễn cho anh chị em mình thôi, chứ cái cây này thì anh chị em mình sưu tầm chơi anh chị em ha. Rồi em xin phép cả nhà. Thì anh chị em mình liên hệ thì đặt hàng thì anh chị em mình gọi trực tiếp vào số điện thoại em để trên màn hình nha anh chị em ha. Đó, thân lá là em quay video như thế nào là em bán cho anh chị em ha, chứ em không có lấy cây khác anh chị em ha, cho nên anh chị em thông cảm nha. Có bao nhiêu bán hết thì thôi nha anh chị em ha, có nghĩa là video em sẽ để chữ hết hàng là biết là hết hàng. Đó, một chậu như thế này đó thì nó dao động từ 2 hoặc 3 thân trở lên anh chị ha. Nó dao động nha, em nói là dao động anh chị em ha, chứ nhiều anh chị mình thắc mắc á, một chậu ví dụ như là tím thân bao nhiêu trời ơi sao mà cụ thể được, tại vì ví dụ một chậu là em dao động thôi 2, 3, 4, 5 thân thì trụ lụp được không anh chị em ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video anh chị em mình, thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em anh chị em ha. Rồi em sẽ nhắc lại giá để trên màn hình luôn anh chị em tham khảo nha. Rồi cảm ơn cả nhà.